chẳng biết anh bây giờ đang ở đâu. Bao lâu ta đã không gặp nhau, bao lâu chưa hỏi thăm vài câu. Nào ngờ hôm nay em thấy thế này, chẳng biết phải nên làm gì đây. Chỉ một lần em hay thắc mắc, dẫu anh lìa xa em này để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người. Sao cho lòng vượt bớt đi bao đêm đừng mong.